Nên là ở đoạn này á, thì em vẫn chưa có vote vào cái kịch bản xu hướng tăng nó quay trở lại đâu anh chị. Em vẫn vote vào view giảm và có khả năng đợt này cái cú giảm này nó có thể là lũng cả đáy này đấy. Tất nhiên nó sẽ bật nha, nhưng bật xong rồi lại lũng tiếp và thậm chí lũng cả đáy này. Đáy này là một cái đáy rất là lớn, đáy này nè, đáy một cái đáy rất là lớn, nhưng một khi lũng cái này là nó phải về 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 phải về tận tới vùng chỗ 8 dưới đây lần này, về dưới đáy cũ dưới đây luôn anh chị.